Ok, đó, chào mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình là Mèo Full Admin đây. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đàm về cái test mà hướng dẫn chị Emit. Thì đây là một trong những cái video đặc biệt để kỷ niệm cho video Yu-Gi-Oh! Đi lên của mình được tới 200 view. Wow, con số rất là lớn. Đây chính là cái test chị Emit Fair to Play. Chúng ta tạm thời dục những con này ra đi. Thật ra những con này chơi chị Emit mình cũng chưa xung bao giờ anh em ạ. Thật, mấy con này đem heo để chân thôi. Đấy, anh em có thể đem con gì theo cũng được. Thật ra thì deck này không bình extra deck, nhưng mà nếu anh em cần thì anh em hãy đem những con như là Nightmare Sát. Thì deck này chúng ta sẽ chơi theo kiểu đó, chính là chúng ta sẽ sum những con chia mid ra, rồi sau đó chúng ta đàm ép cái ma pháp xăng vào, sau đó chúng ta úp 7 thì chúng ta sẽ hưởng có hai loại 7, đó chính là chia mid Bunch và Power Sin Stone. Thì chúng ta sẽ nhận ra được là hai cái bẫy này đều có một khả năng đặc biệt, đó chính là giúp cho chúng ta cành tròn săn. Mình sẽ nói về cái deck này trước đi. Cái deck này sẽ chơi theo kiểu là ma pháp môi trường và kết liễu bằng con GMX đập khó với spin à. Ok, kể đi. Thì chúng ta sẽ chơi theo kiểu đấy. Và nếu mà chúng ta gặp tình thế bất lợi thì những ma pháp cành tròn này sẽ giúp cho chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói trái Bowsing Stone. Khi mà với hú kích và effect thì chúng ta sẽ đặt một counter lên tấm này, tối đa là 2 counter. Nếu như tấm này có 2 counter thì toàn bộ quái vật trên sân mà mặc úp trên sân sẽ không có nổi kích và khả năng đặc biệt được, và những khả năng có sẵn của nó sẽ bị ngăn chặn. Ok, thì chúng ta sẽ thấy một liệu chính là nó ngăn luôn cả sân địch đẳng sân mình. Thế cho nên việc mà ngăn chặn khả năng ấy, thì cái con này trên sân thì nó chỉ còn 2 ngày 5 thôi. Đấy, nhưng mà cái việc ngăn chặn này rất là kinh, bởi vì chúng ta sẽ thấy counter được những death mà win chủ yếu là nhờ effect, và là những death như là vít gấp tơ chẳng hạn. Mấy death đấy thì không có vút đam thì bọn nó chả làm được gì, mà trừ chiều hồi con 2008 có death. Cái này nó có khả năng điều khiển rất là tốt, nhưng mà cái điểm yếu của nó là kết thúc được thì tất cả counter của nó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Đây vừa là điểm yếu mà vừa là điểm mạnh, bởi vì chúng ta có thể kích vào effect được, nhưng mà điểm yếu của nó là cái địch cũng có thể kích effect luôn. Nhưng mà chúng ta có thể sạc để rất là nhanh, bởi vì mình sẽ nói sao đi ha. Thì cái tấm này chúng ta sẽ tím được nhờ chúng ta sử dụng hệ R. Khi mà đánh ganh lượt ấy, chúng ta sẽ đổi ra cục Power Sinh Stone này. Tiếp theo là chia Mip Bull. Thì một đằng mỗi lượt thì bạn sẽ loại khỏi cuộc chơi hai tấm từ dưới mộ. Nó kích hoạt những effect. Tức chính là chúng ta sẽ chọn một tấm mà mặt ngửa ở trên sân và tiêu diệt nó. Anh em lưu ý đây là effect target, cho nên là những con Lunalai có thể kháng được effect này. Nhưng mà không sao cả, bởi vì chúng ta có Power Sin Stone, chúng ta có thể chặn được Lunalai. Vì Power Sin Stone nó ghi rất là rõ đây, khóa giặc ở trên sân không có kích hoạt effect thì Lunalai Savory Dancer nó đâu có kích hoạt effect đâu, đúng không? Nhưng mà nó còn có dòng chữ nữa, đó chính là và những khả năng đặc biệt của nó sẽ bị ngăn chặn. Đấy, có nghĩa là khả năng không bị target của nó sẽ bị ngăn chặn, bởi vì bao version stone nó tác dụng rất toàn bộ cái địch, thế cho nên là không chừa con nào cả, không target thế nào. Đấy. Thế chính là cái khả năng thứ hai của tấm này là chọn một quái vật hệ đá ở dưới mộ và chịu hồi đặc biệt lên trong thái hữu. Thì khả năng này chúng ta sẽ dùng để tái tạo swing nếu như chúng ta chơi ở bảng là fair to play giống mình. Đấy. Nhưng mà thật sự thì người ta sẽ sử dụng khả năng thứ nhất nhiều hơn để cầm tròn. Khả năng thứ ba là chọn 3 tấm ma pháp ma trường dưới mộ và đưa lên bộ bài xào lệ rút một tấm. Thì khả năng này khả năng được ít người xài nhất, hầu như không xài luôn. Đấy, nếu mà chơi bộ bài 40 tấm thì người ta còn cân nhắc để xài, chứ chơi bộ này thì anh em loại khỏi cuộc chơi 2 tấm thì sẽ đem 3 tấm vô các kiểu dài dòng lắm, trong khi đó trò chơi kết thúc lâu lắm rồi. Đây là phát điên mà. Tiếp theo chúng ta nói với con này đi, hồi đập là nhân sư cho nó nhanh. Vì con nhân sư này ấy, thì nó không có triệu hồi thông thường, không phải hiến tế các kiểu con đà đều được, chỉ có triệu hồi đặc biệt bởi khả năng của GMX. Thì tùy. Đó chính là GMX King Golem, hoặc là triệu hồi với chính khả năng của nó, đó chính là GMX nhân sư. Nếu mà một con GMX trên sân của bạn một hoặc là nhiều tấm, ngoại trừ con nhân sư này bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc là cạc effect, thì bạn có thể triệu hồi đặc biệt tấm này từ trên tay. Anh em lưu ý là bị tiêu diệt nhé, chứ không phải là bị loại khỏi cuộc chơi hay là bị sen xuống mộ đâu. Đấy, hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo đó chính là nếu mà bạn có một con GMX khác thì con này sẽ cầm thêm 500 ATK hoặc dép cho mỗi ma pháp môi trường khác tên ở dưới mộ. Okay. Chúng ta có thể thấy là cái effect này nó rất là rõ ràng. Là nếu mà bạn có một tấm chia mít khác, đấy, nó tính cả chia mít môi trường và chia mít vái luôn,
thì con này nó sẽ được cộng 500 attack và def với mỗi ma pháp môi trường khác tên, anh lưu ý là khác tên thì trong bộ này chỉ có 3 tấm thôi, cho nên sẽ cộng tối đa là 4.000. Và tấm này tất cả các vật của đối phương không thể tấn công được ngoại trừ là đánh con nhân sư này, có nghĩa là con này nó sẽ làm đá trắng luôn, đối phương không thể đánh được con nào hết ngoại trừ con nhân sư. Nhưng mà nếu bao qua sinh ton kích vạt ấy mà nó full counter thì đối phương có thể đánh được những con khác với khả năng của con này bị ngăn chặn. Con này nó có một cái điểm mạnh cũng như là điểm yếu, thì điểm mạnh nó chính là ATK và def nó bằng nhau hết, cho nên là mát thì nó sẽ là 4.000 attack và 4.000 hủ đấy. Nhưng mà điểm yếu của nó thì nó không có khả năng là anti target, ấy không có khả năng anti spell chap chứ. Khi mà lên sân thì dễ dàng bị ăn camera cắt và đi luôn. Ok. Nhưng mà nói chung là cái con mà ATK và def 4.000 với cái lượng tiền bỏ ra không đáng bao nhiêu mà nó còn được cái đại đàm khiên nữa thì cái này cũng rất là ngon rồi. Đây chính là chủ lực. Chúng ta sẽ đem một hoặc là hai tấm. Thì bản này mình sẽ đem một tấm. Anh em có thể đem hai tấm để chắc kèo. Thế là chia Mid Master thì mình phiên là đem một tấm. Thì mình cũng có hai tấm nhưng mà thật sự mình phiên là đem một tấm và đem con chia Mid phiên 2. Một lần một lượt thì bạn có thể bỏ một chia Mid tấm mà bạn đang điều khiển giúp bộ, đó là ma pháp môi trường và có thể là quái, và chọn một tấm và úp và tiêu diệt nó. Một lần một lượt và được đối phương thì đây chính là cái khả năng đặc biệt của toàn bộ chia Mid luôn. Tất cả quái chia Mid ngoại trừ nhân sư đều có khả năng này. Đó chính là chọn một tấm ma pháp môi trường ở trên sân và đưa nó xuống mộ, sau đó kích hoạt chia Mid ma pháp môi trường từ trong bộ bài. Thì đây là with effect, cho nên là đối phương mà xài effect ngăn con này ấy, con này sau đó con này nó xài tại sao thì nó sẽ kích được effect, và là con này bị target kiểu thì nó vẫn có thể kích effect để chen vô được. Đây là một cái khả năng rất là ngon, bởi vì cái nào mà có with effect thì nó đều ngon hết cái nào. Đây thì những con chia Mid nó sẽ thường có khả năng đầu là khác, còn những cái kỹ năng là đổi ma pháp môi trường này đều giống nhau. Tiếp theo chúng ta nói với chia Mid Hunter, tấm này đem 3 tấm, bởi vì đây chính là một trong những tấm rất là quan trọng. Nếu như anh em có ma pháp môi trường danh săn thì có thể triệu hồi hâm hờ một con hệ đá. Thì anh em có triệu hồi con này trước, sau đó kích vào effect con này triệu hồi một con hệ đá danh săn, và triệu hồi này không thể úp được đấy, chỉ có thể là triệu hồi trên thế đứng thôi. Ok. Một lần một được thì bạn có thể gọi được đối thủ thì đổi ma pháp môi trường. Cái này là của tất cả chia Mid rồi. Tiếp theo là Dancer. Tấm này thì anh em đem 2 tấm nếu như mà anh em chơi 2 con nhân sư. Còn nếu anh em một chơi 1 nhân sư thì đem 3 tấm thôi. Một đồng một đường vẫn phải chọn một tấm chia Mid với mộ, đưa nó vào def, và sau đó toàn bộ cái vật hệ đá mà bạn điều khiển sẽ được cầm 500 ATK vào def. Cái khả năng này rất là ngon khi mà nó có thể recycle bọn chia Mid này vào. Nếu mà chúng ta đánh với những trận chiến dài hơi thì những con có 2 con Dancer và 3 con Dancer trên sân ấy nó sẽ xúc phổ liên tục và làm cho đối phương hết bộ bài trước chúng ta, nếu mà chúng ta control các kiểu. Nhưng mà điểm yếu của con này là chỉ xuất phổ trong mộ thôi. Những tấm mà bị ban bởi trên Mid Pool thì sẽ không xuất phổ được. Còn cái thứ hai đó chính là nó mà xuất phổ ma pháp môi trường tăng 500 đam cho tất cả những con trên sân ấy, mà chỉ có một mình nó với nhân sư thôi thì chỉ có nó tăng đam thôi, còn nhân sư thì sẽ không tăng đam. Bởi vì nhân sư nó sẽ mắc 500 ATK và def khi mà một tấm ma pháp môi trường với mộ lên, sau đó nó được tài được cộng thêm 500 nữa, bởi vì nhờ khả năng của con này. Đấy, thì tùy thôi. Nói chung là con này chúng ta nên đem 2 tấm thôi, bởi vì con này chỉ là mục đích là recycle thôi. Chia Mid Cruiser mình phiên anh em nên đem 2 tấm, nhưng mà bản này thì chúng ta có thể nên chơi 1 tấm, bởi vì tấm này chúng ta có thể recycle nhờ khả năng của Chia Mid Insert được. Mỗi đằng mà một phát vật hệ đá được triệu hồi thông thường thì bạn sẽ được nhận 500 thiếu gấp, kể cả đó là đá của đối phương hay là đá của mình. Nếu như Chia Mid được triệu hồi thông thường thì rút 1 tấm sẽ dùng 1 tấm, thì cái khả năng rất là ngon. Ok, thì chúng ta sẽ phân tích nó là rất là ngon, bởi vì chúng ta rút một tấm và dùng một tấm. Nhưng mà anh em lưu ý là cái def này hầu hết đều là quái hệ đá và hầu hết đều là ma pháp môi trường, thì chia Mid Pool nó sẽ đỡ chúng ta rút được một trong hai tấm đó, rồi sau đó bỏ một tấm thì chúng ta sẽ có nguyên liệu để chia Mid Pool nó bắn đạn. Đấy, nếu mà tấm này nó bị đưa từ sân xuống mộ thì đấy một con chia Mid từ def lên tay, chúng ta sẽ đấy nhân sư. Khi mà có nhân sư thì chia Mid chúng ta bị tiêu diệt thì chúng ta sẽ triệu hồi nhân sư lên. Đấy, chia cái Mid King Golem này, tất cả những cái vật hệ đá sẽ được cầm 500 attack, và nếu mà chia Mid của bạn đánh đối phương thì bài hoặc là khả năng đặc biệt của đối phương không thể kích vạt được cho đến cuối giai đoạn thiệt hại. Đây là một điều rất là ngon khi mà phải nói sao nó cực kỳ mạnh luôn ấy, bởi vì chúng ta đánh những con flip hoặc là những con khi mà bị tiêu diệt sẽ kích effect, hay là những con mà
tiêu diệt để cho tấm khác kích đi phết thì nó sẽ không thể nào kết bạn được. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái khả năng thứ hai của nó là khi mà nó được đưa từ trên sân xuống mộ thì nó sẽ triệu hồi đặc biệt một con chim mít từ trên tay. Tiếp theo là chim mít forget, tấm này thì mình phi là đem lên một tấm thôi. Tất cả các vật hệ đá trên sân sẽ nhận 500 đép. Chim mít trên sân sẽ không phải bị tiêu diệt với cậy phết. Cậy phết này nó bao gồm cả quái hú, ma pháp và bẫy. Đây là một cái hiệu ứng rất ngon, nhưng mà nó chỉ bảo vệ được Detroit thôi, nó không bảo vệ được Panit. Kệ đi. Nếu mà tấm này ném từ trên sân xuống mộ thì bạn có thể chọn một chia mít từ dưới mộ và đưa lên tay. Tấm này anh em thấy thì cái khả năng thứ hai của nó thì nó hơi yếu đúng không? Nhưng không, đây cái khả năng rất là ngon. Bởi nếu như chúng ta không có Dancer trên tay thì chúng ta có thể dùng tấm này để chúng ta có thể ghi xe cộ của nhân sư được. Nhưng mà thật sự cái độ cần thiết của nó không quan trọng cho đóng, bởi vì thời đại hiện tại là thời đại của loại khỏi cuộc chơi. Với thời đại của sen xuống mộ, thế cho nên để cái tấm này không được trọng dụng nhiều. Chimit Bull và Chimit Stone thì mình đã nói trước rồi ha. Thế cho nên là chúng ta sẽ tới phần SDS nào. Ý hai vào vật đứa vào 3 chứ. Chúng ta có thể thấy là trong tem này có Hunter và Dancer là đứa vào 3. Thì chúng ta sẽ xài con Diamond Sát này. Nó sẽ tấn công là 2000. Và nó chỉ yêu cầu hai vật đứa vào 3, nó không yêu cầu hai nước. Khi tấm này được triệu hồi đặc biệt, bạn có thể bỏ một nguyên liệu đứa vào 3 nước trên tay các kiểu như đồng nguyên liệu con này, cái effect này bỏ đi. Cái effect thứ hai của bạn chậm một lần một lượt, bạn có thể bỏ một nguyên liệu overlay unit từ con này, chọn một con hệ nước bạn đang điều khiển và con đó chính là này mình xác. Ok, trong đợt này quái vật đó có thể tấn công trực tiếp và những con khác không phải đánh. Khi mà bạn có những con không phải survin hay là nhân sư đọc thì các bạn sẽ thấy là những con chim khác đam nó sẽ rất là yếu, và cái việc mà Dancer đam yếu này, Hunter đam cũng yếu nữa. Chúng ta dung hợp ý, chúng ta EC ra được con 2000 và có thể đánh hai đấm gấp. Cái đoạn cái gì đó rất là ngon khi mà con này có thể đánh, nếu mà con này đánh săn được hai lần ấy, nó đánh được hai lần gọi là trụ săn sau hai lượt ấy, thì chắc chắn mình sẽ thắng nếu như đối phương không xài bẫy hay ma pháp để ngăn chặn. Đó là cái điều thứ nhất. Còn cái điều thứ hai nữa chính là cái con này nó chịu hồi cực kỳ dễ, và cái điều kiện triệu hồi của nó là phải gọi là rất là rẻ so với cái cost của nó. Khi mà điểm gốc của đối phương chỉ là 4000, trong khi sức đánh của con này là 2000, đập hẳn vào mặt đối phương luôn. Đấy, thế cho nên là con này nó cũng đã rất là ngon và được nhiều người xài. Thậm chí là Dead Gemist nào mình tham khảo ấy, trên mạng ấy, nó còn đầy con Nightmare Sát thôi. Thế cho nên là con này sẽ là lựa chọn ưu tiên.